Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 598859. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các bác một mẫu xe mà có thể nói là bán chạy nhất trong phân khúc gầm cao 7 chỗ động cơ máy dầu. Tuy nhiên thì không hiểu tại sao là đến thời điểm bây giờ sang thế hệ mới thì phiên bản động cơ máy dầu của dòng xe này lại không được bán ra nữa. Vậy thì với những quý anh chị chúng ta yêu thích cái dòng Hyundai Santa Fe động cơ máy dầu thì ngày hôm nay em Việt đang có một chiếc phải nói là cực kỳ chất lượng để các bác chúng ta có thể tham khảo. Con này của em thì nó mới chỉ lăn bánh chuẩn zin có 5.8 km thôi và 4 lốp vẫn còn dày bịch theo xe. Tất cả tình trạng của xe là cam kết cho các bác không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, bao trích test chính hãng toàn quốc. Vậy thì điều gì làm lên sức hút của chiếc Hyundai Santa Fe này? Thì các bác chúng ta có thể khám phá. Đầu tiên thì có thể nói là đây thực sự là một trong những cái mẫu xe 7 chỗ mà có cái thiết kế, cái phần nội thất rất hiện đại và trẻ trung. Dù thế hệ này được sản xuất là đầu 2021 thì với chiếc xe này thì các bác có thể nhìn với em này. Đầu tiên chúng ta sẽ có vô lăng 3 chấu tích hợp tính năng ga tự động cruise control, nghe thoại rảnh tay, có lễ chuyển số thể thao đằng sau nhé. Phiên bản này là bản full dầu thì nó sẽ có hiển thị tốc độ trên kính lái HUD này. Đây ạ, các bác nhìn với em cụm đồng hồ của nó, một cái cụm đồng hồ điện tử. Thông số của nó hiển thị rất là rõ nét và cụm tơ mét hiện tại chuẩn của nó là 5.8 các bác này. Đấy, các chi tiết bên trong thì các bác có thể thấy cái màn hình này nhá, thì nó tích hợp cam lùi, bản đồ và các bác nhìn cho em là ly lông, chủ nhân cũng còn chưa kịp bóc hết ra. Con này là đầu 2021 thì nó vẫn là số tay chưa lên số điện. Ngoài ra chiếc xe được trang bị cho các bác chúng ta với chìa khóa thông minh đề nổ start stop. Đây ạ, hệ thống điều hòa của nó thì được trang bị cho các chị ta với hai vùng độc lập. Đây, bác có thể thấy là hai mức nhiệt độ khác nhau nhá. Chúng ta có sưởi và làm mát hai ghế đằng trước. Tính năng sạc không dây, hai cổng cắm sạc và cổng cắm tai nghe và USB. Xe thực sự là còn rất mới các bạn. Và nội thất hai tông màu. Khu vực bảng táp lô trung tâm thì các anh chị chúng ta có thể thấy là họ thiết kế với các chi tiết da màu nâu kết hợp với các chi tiết nhựa màu đen. Kể cả ở cái khu vực táp bì cửa này, các bác có thể thấy là họ thêm những cái chi tiết vân gỗ bóng. Đấy, rất đẹp. Phải nói là một cái dòng xe 7 chỗ mà thực sự là có một cái thiết kế không chê đâu được các chị nhá. Gương chiếu hậu chống chói, chỉnh điện. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có toàn bộ trần nỉ màu đen và được trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ở khu vực hàng ghế sau thì các bác có thể thấy cái độ rộng rãi của chiếc xe này mang tới cho anh chị này. Với hàng ghế sau này thì thực sự là các bác ngồi thoải mái được 3 người lớn luôn. Vâng, 3 người lớn luôn các chị nhá. Và chất lượng ghế da zin nguyên bản theo xe đây. Các bác có thể thấy con này rất mới các bạn. Và mới lăn bánh chỉ có 5.8 thôi. Một cái điểm rất là hay với dòng xe này thì các bác có thể thấy là ngồi sau chúng ta có thể là chỉnh lên xuống cái ghế phụ đằng trước này. Đấy, giống như là trên những chiếc Camry nhé, để tăng cái không gian cho cái hàng ghế sau. Với cái phần tappy cánh cửa thì chúng ta còn có cả rèm cơ này, hệ thống âm thanh dạng nổi 3D, thiết kế cũng rất đẹp mắt. Xe là bao zin hết cho các anh chị nhé, con này chạy có 5.8 thôi, rất mới các bác này. Đấy, nguyên zin nguyên bản từ đốc, các bác có thể quan sát cho em đây. Được chưa? Đấy, tappy cánh cửa thì đây, các anh chị có thể thấy cực kỳ sạch đẹp này. Đấy, hôm nay hơi nắng tí thì em Việt quay giữa nắng nhé, để cho các anh chị chúng ta có thể tham khảo cho em với chiếc xe này. Động cơ máy dầu nhưng mà con này thì nổ khá êm. Gần như là các bác có thể thấy là nó, chúng ta đứng bên ngoài thì nó chỉ có một chút hơi một chút ồn xíu thôi so với cả động cơ máy xăng. Một cái điểm mà các bác có thể thấy đương nhiên là với cái phiên bản động cơ dầu này thì nó sẽ mang tới cho chúng ta với khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Đây các bác thấy rất nhiều tính năng công nghệ nhá. Bản này bản full hai cầu, có khóa V-Sai, lấy cốp đóng mở điện này, cảnh báo điểm mù trên gương, cân bằng từ chống trơn trượt đấy, ra này, cửa gió điều hòa này. Đấy, các chi tiết trên vô lăng các bác thấy giúp em là còn rất là mới nhá. Cái phần ghế thì các bác có thể thấy là ở trên này thì họ thiết kế cũng rất đẹp này. Với các chi tiết họa tiết họ sử dụng quả nhám phải nói là cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Ngoài ra thì chiếc xe thì trang bị cho các chúng ta với hai ghế trước điều chỉnh điện. Đấy, con này của em thì sản xuất 2021 bản premium nhá, hộp số 8 cấp này. Đấy, các chi tiết các bác nhìn giúp em nguyên zin nguyên bản, bao trích test thoải mái luôn để các chị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Đấy, tappy cánh cửa đây, các bác có thể bên phía lái nhá. Đấy, chúng ta có nhớ hai vị trí ghế này. Đấy, các chi tiết bản lề em quay kỹ cho các anh chị chúng ta tham khảo này. Và thực sự rất đáng tiếc khi mà thế hệ mới bây giờ của chiếc Hyundai Santa Fe này mới ra mắt thì không có cái phiên bản động cơ dầu nữa rồi. Mà bây giờ thì các bác có thể thấy là nó chỉ còn được trang bị động cơ máy xăng thôi. Đấy, nhưng với những anh chị chúng ta yêu thích dòng Santa Fe máy dầu thì chiếc xe này là một cái lựa chọn cho quý anh chị chúng ta có thể là tham khảo. Vâng, vậy thì đây, hơi nắng một tí nhưng mà các bác có thể là quan sát giúp em nhé, cho nó dễ này. Đây là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản full dầu, sản xuất là năm 2021, xe một chủ và mới lăn bánh được có 5.8 km chuẩn, 4 lốp theo xe cả ra.
Phần đầu xe ở thế hệ này thì các bác có thể thấy là thiết kế của nó cũng rất hiện đại và trẻ trung, với hệ thống đèn pha được chia ra làm 3 tầng, mặt cản ca lăng với các cái chi tiết tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Ngoài ra thì chiếc xe còn được trang bị cho chúng ta với cảm biến cảnh báo va chạm. Và một chiếc xe mà nguyên zin nguyên bản, các bác nhìn với em cái đèn của nó đây, không một tì vết luôn nhá. Những đường mép này, thân xe và phần mặt cản ca lăng các bác nhìn cho em này, capo và mặt cản ca lăng anh chị nhìn cho em này, đó quá đẹp luôn. Hệ thống đèn pha chính phía dưới này chúng ta thấy là được trang bị tới 2 bóng đèn bi siêu sáng và có đèn gầm, được chưa ạ? Còn tổng thể cái ngoại hình của xe thì đây em sẽ quay rộng góc máy ra thì các bác chúng ta có thể là quan sát giúp em nhé. Và một chiếc xe 7 chỗ động cơ máy dầu cực kỳ chất lượng. Chiếc xe này thì được trang bị chúng ta với bộ la răng kích thước của em đó là 19 inch phay, 4 phanh đĩa để hỗ trợ ABS. Đây ạ, đời lốp vẫn còn nguyên cho xe này. Đấy, gai lốp cực kỳ dày luôn nhá. Vâng, các bác thấy là chạy chuẩn 5.8. Đấy, các bác có thể là đem đi check test thoải mái. Ngoài ra chiếc xe này được trang bị cho các anh chúng ta với cả bậc cửa lên xuống nữa đây. Và một chiếc Santa Fe phun dầu 2021. Đấy, con này đầu 21, được chưa ạ? Giá rất tình yêu. Khi mới ở thời điểm đó em nhớ không nhầm chiếc xe này lăn bánh nó cũng rơi vào khoảng 1.5 tỷ rồi. Vâng, và thì tiếp tục về phần đuôi phía sau thì các bác chúng ta có thể thấy là xe được trang bị với đuôi gió, tiếp đèn phanh trên cao, gạt mưa kính phía sau nhá, bô kép thể thao này. Đấy, con này thì đang mang biển Thanh Hóa, cái này bên em sẽ rút hồ sơ cho các anh chị, được chưa ạ? Bản này là bản full 2.2D premium. Cốp thì đương nhiên là sẽ được trang bị cho các bác chúng ta với cốp đã đóng mở điện rồi. Đây là trong trường hợp chúng ta không sử dụng đến hàng ghế thứ ba thì các bác có thể thấy là cái khoang cốp của nó rất là rộng. Đúng không ạ? Đấy, và độ zin của xe thì đây, các bác nhìn xem những cái vệt đinh tán của nó này. Không chê được nhá. Đấy, con này thì không chê luôn được các bác này. Đấy, từng con ốc còn nguyên zin nguyên bản đây, không hối vặn này. Đấy, các anh chị có thể quan sát cho em. Phía đằng sau này thì nếu mà trong trường hợp chúng ta sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba ấy thì ở đây chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba này. Đặc biệt là các chúng ta có thể là gập cái hàng ghế thứ hai bằng điện. Đấy, thông qua cái nút bấm này, gập xuống nhá, chứ không nâng lên. Đấy, cái này thì chúng ta sẽ có cổng cắm sạc 12V nữa này. Rất ok. Đấy, cốp đóng mở điện bằng một nút bấm thôi thì các bác có thể thấy là cốp sau của xe nó sẽ tự động hạ xuống. Cái phần đèn hậu phía sau thì nó được trang bị là full LED, cái này là cái đèn LED định vị ban ngày, cái đèn xi nhan thì nó ở phía dưới đây các chị nhá. Đấy, kết hợp với đó các chi tiết viền chrome. Vâng, một chiếc xe phải nói là không chê được. Đấy, rất nhiều tính năng công nghệ nên là dễ hiểu tại sao là Santa Fe máy dầu thì vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu với những ai thích tìm một chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại của gia đình, đúng không ạ? Vậy thì đó là cái phần ngoại thất và phần nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe 2021. Đấy, xe là bao zin hết cho các anh chị nhé, keo chỉ, máy số, thân vỏ. Bây giờ thì em Việt sẽ quay tiếp cho các anh chị ta với cái khoang động cơ đi, để các anh chị ta có thể đánh giá được cái tình trạng chất lượng của nó. Còn đây ạ, thì lấy ra chưa quay cái bên phụ này thì em sẽ quay cho các anh chị ta một chút này. Đấy, cái tapi bên phụ của nó này. Đấy, rất ok nhá. Và ghế thì gần như mới tinh luôn các bạn. Rất mới. Sơn zin con này thì phải nói là cũng còn trên 90%. Đấy, các bác nhìn cho em này. Đấy, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn này. Đấy, mặt ghế này căng luôn, được chưa ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng, vậy thì tiếp tục gửi tới các anh chị đó phần động cơ của xe này. Vâng, vậy thì tiếp tục về phần động cơ thì chiếc xe này nó vẫn được trang bị với khối động cơ máy dầu 2.2 CRD. Đấy, con này thì các bác nhìn cho em là zin được keo giàn cò nhé. Tất cả các chi tiết từ chân máy này. Đấy, còn nguyên vạch sơn đánh dấu trong hãng ra. Bao check test nếu mà các anh chị chúng ta phát hiện ra máy số không zin thì bên em hoàn lại tiền cho các anh chúng ta 100%, không phải nói nhiều. Đấy, ốc cabo cũng không một vết vặn nhá. Nỉ cái âm của nó rồi, rất mới luôn. Đấy, màu này thì chắc là hợp với các anh chị ta mệnh hỏa đúng không ạ? Đấy, dòng động cơ máy dầu này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng chỉ loanh quanh rơi vào khoảng 8 lít dầu cho 100 km. Và thì ở trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu đời 2021 đang có mặt tại showroom của em Việt. Và mức giá hiện tại em đang chào bán cho chiếc xe này với con số là 925 triệu và có thương lượng. Cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em nhé, theo số hotline là 0947598859 để bên em hỗ trợ và tư vấn cho các bác chúng ta cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc Santa Fe này. Một lần nữa rất là cảm ơn quý chị em mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại showroom Việt Xe Chất.